Hôm nay à, bên chúng tôi bên chúng, lắp đặt hệ thống ống nước cho một chủ đầu tư ở một quá Long An nè, ngay à, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc quá tỉnh Long An. Ha, một trong những à, chủ đầu tư, một trong những vùng đất mới nè, trồng chủ đầu tư thì trồng mít và sầu riêng ha, mít ruột đỏ siêu bạn đô và sầu riêng, à, sầu riêng thái mỏng thon đó. xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh trung tâm cây giống mang sự yên tâm tới mọi nhà thì trung tâm cây giống là một đơn vị chuyên cung cấp tất cả các loại cây trồng cây ăn trái cây bonsai ha, cây trang trí cũng như cây phong thủy và bên trung tâm cây giống có hỗ trợ quy trình chăm sóc cũng như quy trình lắp đặt hệ thống ống nước ha và quy trình lên mô lên clip hướng dẫn cho bà con cách lên mô lên clip như thế nào cho nó hợp lý ha về từng loại cây trồng cũng như lắp đặt hệ thống ống nước tại vườn đó thì hôm nay bên trung tâm cây giống lắp đặt hệ thống ống nước cho một chủ đầu tư ở một quá long an nè ngay xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Quá, tỉnh Long An ha một trong những uh, chủ đầu tư, một trong những vùng đất mới nè, trồng chủ đầu tư thì trồng mít và sầu riêng ha, mít ruột đỏ siêu bạn Đô và sầu riêng, uh, sầu riêng Thái mỏng thon. Đó. Thì đây là cái lô ống nước nè, ống nước thì bên trung tâm mới giáo thường tư vấn cho chủ đầu tư xài những loại ống như là uh, đạt quà ha, đạt quà, đạt quà B là một trong những loại ống coi như là nó tiêu chuẩn, tiêu chuẩn ha. Rồi mua uh, tư, lắp đặt những cái dòng mua tưa đó, thì mua tưa thì vừa, vừa, sử dụng những cái loại mua tưa vừa nén vừa đẩy nè đó để cho cái lượng nước của chúng ta tưới nó cho nó vừa đủ cân đối ha đó đây là cái ống khi mà chúng ta trồng sầu riêng thì chúng ta cần làm cái hệ thống tưới cho nó đủ cái lượng nước nha đủ lượng nước để khi mà à, đến cái giai đoạn làm bông làm trái thì chúng ta sẽ có cái lượng nước vừa phải vừa đủ để làm bông làm trái mở vẫn ra xuống đây đó. Rồi, để vô hồ gì nè. Đó. Và bên trung tâm giống là là có đội ngũ kỹ thuật coi như là đến trực tiếp lắp đặt hệ thống ống nước cũng như hỗ trợ quy trình trồng, quy trình chăm sóc lên mô lên clip ha cho bà con và tư vấn kỹ thuật làm bông làm trái cho bà con ha. Đó, đây là xe xem. Thì à, đơn này của anh à, anh Thọ, anh Thọ ha, à, ở xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Quá, tỉnh Long An. Thì khi mà à, đến à, khi mà lắp đặt hệ thống nước thì bên trung tâm giống sẽ đến à, có kỹ thuật đến tính chi, chi, tiết ha tính từng chi tiết ví dụ như đo đo tính lên bản vẽ ha bản vẽ thiết kế như thế nào lắp đặt hệ thống hệ thống để lắp đặt cái mũi thưa nó nằm ở chỗ nào cho nó hợp lý nhất ha hợp lý nhất đó thì bắt đầu về mình tính chiếc tính rồi ra bản vẽ ha ra bản vẽ rồi chiếc tính từng loại ống như thế nào cho nó hợp lý chẳng hạn như những cái dùng nào mà khi mà dùng xa để dùng nằm mé mé ngoài xa thì chúng ta càng xài những cái loại ống coi như là à, 25 nè ống BE 25 ha còn những loại sầu riêng hay à, là mít thì chúng ta càng xài những loại ống coi như là à, ống đạt hòa ha hoặc là ống ống nhựa bv ha thì những cái loại như vậy để cho nó hợp lý nó cân đối với cái lượng nước từng loại cây trồng nha bà con nhớ nha từng loại cây trồng và từng cái mua tưa cho tùy theo cái vùng đất của bà con với cái lượng nước lượng điện đó nha à, tính được cái nguồn điện nguồn nước của bà con đó à, thì bà con nào có cần muốn cần tư vấn hỗ trợ kỹ thuật về quy trình trồng quy trình chăm sóc cũng như hỗ trợ tư vấn về lắp đặt hệ thống nước à, quy trình lên mô lên liếp thì bà con có thể liên hệ về cho trung tâm cây giống theo hai số điện thoại trên màn hình và trung tâm giống sẽ tư vấn cho bà con ha, kỹ hơn rõ hơn và trung tâm giống có đội ngũ kỹ thuật đến tận vườn cho bà con ha đó đây ha, lắp đặt hệ thống ống nước ha đó và có đội ngũ kỹ thuật đến tận vườn cho bà con ha, thứ nhất là những cái quy trình như quy trình như là trồng sầu riêng ha, trồng sầu riêng thứ nhất là khoảng cách như thế nào nè hợp lý ha trồng mít cái khoảng cách như thế nào là hợp lý trồng vú sữa khoảng cách như thế nào là hợp lý là trồng những loại cây sen canh như thế nào là hợp lý rồi lên mô lên clip phân mô lên clip ha. rồi cải tạo đất như thế nào thì nó hợp lý thì bên trung tâm cây giống có hỗ trợ thì thật hết nha bà con nào có thắc mắc có nhu cầu về vấn đề lên mô lên clip thì bà con hãy gọi về cho trung tâm cây giống theo hai số điện thoại trên màn hình để bên trung tâm cây giống tư vấn cho bà con từng dùng đất khác nhau ha từng dùng đất khác nhau để cho bà con biết được cái dùng đất như thế nào hợp với hợp với những loại uh, cây dòng nào ha và những loại cây trồng nào mang giá trị kinh tế cao hiện nay đó để bà con tư vấn và bà con có cái tầm nhìn để mình đón đầu đón đầu thị trường và mình đầu tư ha đầu tư thì cũng như mít lục đổi các bạn đô và sầu riêng mỏng thon Thái hiện nay nó đang xuất khẩu giá rất là cao, ha? xuất khẩu rất là cao trong cái thời điểm hiện tại. Hiện tại cho nên à, bà con cần phải cân đối phải biết được ha và phải đánh được thị trường những cái loại cây nào nó mang lại cái giá trị kinh tế cao, dễ chăm sóc, kháng được sâu bệnh thì chúng ta đầu tư ha đầu tư. Đó. Đây là những cái lô ống nước ha, ống nước này đang lắp đặt cho chủ đầu tư. Đó. Về uh, chi tiết rõ ràng thì chúng tôi sẽ có cái bản vẽ thiết trình bản vẽ ha và báo cáo chi tiết rõ ràng qua từng đơn nha từng loại nó có cái loại nào cái loại nào có giá cả bao nhiêu vật tư gì ha loại nào loại nào hết thì nó còn đều có chi tiết ha chi tiết rõ ràng vậy hết đó thì bà con nào có cần à, có cần à, liên hệ à, cần liên hệ để hỗ trợ về những cái quy trình trồng quy trình chăm sóc bà con hãy gọi về cho trung tâm giống để được chúng tôi tư vấn kỹ hơn rõ hơn và xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo